rung quá. Rồi, Vũ sẽ làm nha các bạn. Thì hôm nay Vũ sẽ review cho các bạn cũng như hướng dẫn các bạn nhận biết cái kính cường lực nó khác kính cường như thế nào ha, và một cách trực quan nhất thì Vũ sẽ hướng dẫn cho các bạn là như thế này. Rồi các bạn đi theo Vũ nè. Đối với lại những cái kính cường lực đó mà chúng ta mà để nhận biết mà nhanh nhất á, các bạn thấy nè, với một cái tấm kính đi với hệ cử nhân sinh pha như thế này thì bắt buộc là chúng ta phải xài những cái loại kính cường lực nha các bạn. Rồi chúng ta xem con kính này có phải kính cường lực không nè các bạn. Đây các bạn thấy đây, rõ ràng kính này kính cường lực, nó có được in cái chữ Tempo Glass nè các bạn ha, và cái chữ này được dập nổi lên nha các bạn đó. Và sau khi người ta làm cường lực lên, người ta sẽ đóng cái mạc này để mà cho chúng ta phân biệt được kính thường và kính cường lực nha các bạn đó. Nè các bạn xem đây nè, ví dụ đây là những cái mẫu vách ngăn của toilet, đây là cái mẫu vách ngăn của toilet là có thể là chúng ta dành cho khu tắm ở trong này, và cái khu này là cái khu mà khô ráo để chúng ta đi vệ sinh. Thì đây những cái tất cả những cái kiến này là kiến cường lực hết nha các bạn đó. Các bạn coi nè, nó đều có cái tem nè các bạn, đây đó các bạn thấy không, nó đều có cái tem mà cường lực ở đây nè đó. Rồi và độ dày cái kính cường lực thì chúng ta phân biệt như thế nào thì là các bạn coi nè. Đối với cái kính này là chúng ta thấy là độ dày thì chúng ta đo bằng cái cạnh này ha đó, chúng ta đo em đối với tấm kính này á, là kính cường lực 8 ly nè các bạn, và chúng ta kéo thứ với chúng ta đo xem nó có phải là 8 ly hay không. Một kiến dày hơn thì kích thước nó cũng phải tương ứng nha các bạn. Ở ngoài cái việc mà chúng ta phân biệt cái độ dày của nó thì cái kiến cường lực nó còn có thêm một cái loại là loại mờ các bạn, để chúng ta làm những cái cửa toilet này các bạn thấy nè đó, kiến mà mờ thì vẫn có kiến cường lực nha các bạn đó, nó vẫn là có kiến cường lực. Và cũng nói luôn kiến cường lực thì cái điểm yếu của nó là nằm ở đâu ra cái kiến cường lực nè, nó có một cái điểm yếu mà rất là dễ vỡ nha các bạn, là những cái góc của nó nè các bạn, chúng ta chỉ cần tác động một cái lực nhẹ vô thì toàn bộ nó sẽ bể ra thành hạt lựu nha các bạn. Và do cái điều này là cái điểm yếu của nó, nên mà khi chúng ta thi công á, những người thợ có tay nghề cao họ rất kỹ những cái đường ron hay góc nè các bạn đó, họ phải có cái ron cao su chạy như róc mà, và họ cũng phải bắn silicon cho nó kỹ càng để mà khi chúng ta mở ra mở vô cửa mà nó có gia chấn á, thì những cái góc này nó không bị ảnh hưởng tác động lực nha các bạn, và cho cái kiến của chúng ta nó chắc chắn hơn. Rồi bây giờ Vũ sẽ dùng một cái búa 5kg nha các bạn, Vũ sẽ thử tác động lực vào cái kiến coi xem cái độ bền của kiến cường lực. Đây là kiến cường lực 8 ly ha, để xem coi các bạn thấy là nó bền như thế nào, nó cứng như thế nào hơn so với kiến thường nha các bạn. Rung quá. Rồi Vũ sẽ đập nha các bạn. Thấy không, với hàng loạt cái lực đập và bằng cái búa 5kg như thế này, các bạn thấy rõ ràng là nó cũng không hề suy xỉn, các bạn nhìn nè, nó không có một cái dấu hiệu nào nứt đó, các bạn thấy không đó, nó vẫn y nguyên nha các bạn đó. Còn bây giờ Vũ sẽ cho các bạn coi là cái mà chúng ta phát hiện kiến cường lực thật hay giả khi mà nó bị bể, thì các bạn nhìn đây nè, sau khi cái kiến cường lực mà nó vỡ bể ra thì nó như thế nào, mời các bạn xem những cái mảnh vỡ của kiến cường lực thật nha các bạn. Đây nè các bạn nhìn đây, đây là cái kiến cường lực mà nó vỡ nè các bạn thấy không, tất cả nó xé thành hạt lựu ha, nó không xé thành miếng như những kiến thường của chúng ta ha. Và sau khi nó vỡ ra là các bạn thấy đó, nó thành hạt lựu như thế này. Thật ra khi nó vỡ ra thì cái độ an toàn của nó, sát thương của nó lên với những cái vùng lân cận thì nó cũng tương đối an toàn hơn những kiến thường đó, các bạn thấy không đó, đây là nó đã bị phá hủy này. Rồi qua clip vừa rồi thì là Vũ mong rằng là sẽ đem lại ít nhiều những cái kiến thức
cho các bạn về cái loại kính cường lực nó như thế nào ha. Và các bạn nào có thêm những cái nhu cầu mà cần Vũ review thêm để cho các bạn nắm được những cái vật liệu xây dựng nào nó tốt nhất thì các bạn comment bên dưới, Vũ sẽ làm những clip để cho các bạn xem để các bạn chứng nhận đó là đồ tốt hay là đồ không tốt. Xin hẹn các bạn vào clip sau. Bye.